Chào mừng các em đến với kênh Khải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 4 sách kỹ năng cho hiếu của cuộc sống. Trong xem bài giảng Khải Liêm, nếu các em dễ hiểu, các em sẽ ủng hộ và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài số 4 biểu thức chứa chữ. Hôm nay mình sẽ làm bài tập của tiết số 2. Như vậy là hôm trước thì mình đã làm bài tập của tiết số 1 rồi. Em nào chưa xem tiết 1 thì các em có thể vào kênh Khải Liêm. Các em sẽ vào danh sách phát của bài tập toán 4 kết nối chi thức các em xem. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của tiết số 2. Câu số 1, mình sẽ điền số vào ô trống. Chu vi P phở của hình chữ nhật có chiều dài là A, chiều rộng là P cùng đơn vị đo. Được tính theo công thức P phở sẽ bằng A cộng B tất cả những cho 2. Hãy tính chu vi mảnh đất hình chữ nhật theo kích thước như bảng sau. Nhưng mình sẽ có chiều dài, chiều rộng thì mình sẽ tính chu vi bằng công thức này thôi, đúng không? Mình sẽ lấy chiều dài cộng chiều rộng tất cả những cho 2 là ra kết quả thôi. Giờ thầy sẽ tính nháp phía dưới này cho các em xem. Như mình sẽ có là B phở chính là chu vi sẽ bằng chiều dài cộng chiều rộng A cộng B tất cả nhân cho 2. Như vậy là A là 16, B là 9. Thì mình sẽ lấy 16 cộng 9 nhân cho 2. Giờ mình thấy là biểu thức này có dấu ngoặc, mình sẽ tính dấu ngoặc chứ. 16 cộng 9 bằng bao nhiêu? 16 cộng 9 bằng 25, đúng không? Nhân 2. 25 nhân 2 sẽ bằng 50. Như vậy ở đây mình sẽ viết số 50. Đúng này. Tiếp theo, chiều dài là 42, chiều rộng là 29. Đúng này. Như mình sẽ lấy 42 cộng 29 nhân 2. 42 cộng 29 tất cả nhân cho 2. Giờ như là mình thấy là trong biểu thức này sẽ có dấu ngoặc, mình sẽ tính dấu ngoặc trước nha. Mình sẽ tính nhẩm, mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng, mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, 2 cộng 9 11, viết 1 nhớ 1. Hàng chục 4 cộng 2 là 6 khi 1 nhớ là 7, 71 nhân 2 viết lại. 71 nhân 2 mình sẽ tính nhẩm. Mình sẽ lấy 2 nhân 1 bằng 2 viết số 2. 2 nhân 7 là 14 viết số 14. Kết quả là 142. Mình sẽ viết ở đây là 142. Tiếp theo là chiều dài là 75, chiều rộng là 50. Mình sẽ lấy 75 cộng 50 tất cả nhân cho 2. Giờ mình sẽ tính nhẩm luôn. Mình sẽ tính cho ngoặc chứ. Hàng đơn vị cộng hàng đơn vị 5 cộng 0 bằng 5 viết số 5. Hàng chục 7 cộng 5 12. 125 nhân 2 viết lại. 125 nhân 2 bằng nhiêu mình sẽ tính nhẩm. 2 nhân 5 là 10 viết 0 nhớ 1. 2 nhân 2 là 4 khi 1 nhớ là 5 viết số 5. 2 nhân 1 là 2 viết số 2. Kết quả là 250. Mình sẽ viết ở đây chính là 250. Như là mình xong câu số 1. Câu số 1 kem hiểu bài, cứ xong hết video thì biết kem hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 2. Câu số 2 câu A, tính giá trị của biểu thức A cộng cho B chia 2 với A bằng 34 và B bằng 16. Giờ như mình sẽ làm câu A sao? Nếu A bằng 34, B bằng 16 thì A cộng B chia 2 sẽ bằng. Giờ A mình khế bằng 34, dấu cộng viết lại. B khế bằng 16, chia 2 viết lại. Xuống dòng bằng. Ba mươi bốn dấu cộng viết lại, mình sẽ lấy 16 chia 2 bằng 8, xuống dòng bằng. Ba mươi bốn cộng 8 bằng bao nhiêu, mình sẽ tính nhẩm. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, 4 cộng 8 12 viết 2 nhớ 1. 3 này khi 1 nhớ là 4, kết quả là 42.
Tiếp theo mình sẽ đến câu B. Tính giá trị biểu thức A cộng B tất cả nhân 2 với A bằng 28 và B bằng 42. Giờ mình sẽ làm tương tự. Nếu A bằng 28, B bằng 42 thì A cộng B nhân 2 sẽ bằng A mình khế bằng 28, B khế bằng 42, tất cả nhân cho 2 xuống dòng bằng. Mình sẽ tính cho ngoặc trước. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị. 8 cộng 2 là 10 viết 0 nhớ 1. Hàng chục 2 cộng 4 là 6 khi 1 nhớ là 7. 70 nhân 2. 70 nhân 2 sẽ bằng bao nhiêu? 7 nhân 2 14. Như là 14 chục chính là 140. Như là mình xong câu số 2. Câu số 2 kem hiệu bài. Cái xong hết video phải biết kem hiệu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 3. Độ dài quãng đường ABCD được tính theo công thức S sẽ bằng M cộng N cộng B phở. Tính độ dài quãng đường ABCD, biết độ dài CD. CD chính là B phở. Bằng 2 lần độ dài đoạn AB, AB chính là M. Và người ta cho M bằng 5 km và N bằng 8 km. Như vậy trước hết mình sẽ tính độ dài đoạn CD. Như B phở độ dài bằng CD gấp 2 lần độ dài AB, mình sẽ lấy độ dài AB nhân cho 2, đúng không? Như chứ hướng mình sẽ tính độ dài đoạn CD chứ nhé. Độ dài đoạn CD. Như độ dài đoạn CD chính là B phở. Hai lần độ dài đoạn AB, nhưng mà sẽ lấy M nhân cho 2. M là 5 nhân 2 sẽ bằng 10. Đơn vị sẽ là km, đúng không? Như là độ dài đoạn CD chính là 10 km. Giờ tiếp theo mình sẽ tính độ dài quãng đường ABCD. Độ dài quãng đường. ABCD là giờ độ dài quãng đường ABCD mình sử dụng công thức S bằng M cộng N cộng B phở. Giờ M là 5 km cộng cho N là 8 km cộng cho B phở là 10 km. Như vậy 5 cộng 8 sẽ là 13, 13 cộng 10 sẽ là 23. Đơn vị sẽ là km, đúng này. Như là mình xong câu số 3. Câu số 3 các em hiểu bài, cái xong hết video hãy biết các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 4, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Với giá trị nào của M dưới đây thì biểu thức này sẽ có giá trị bí ẩn nhất. Giờ bây giờ mình sẽ đi tính nháp xem M sẽ bằng bao nhiêu thì giá trị biểu thức này sẽ bé nhất. Tính nháp.
như vậy nếu em m bằng 2 thì 12 chia cho 3 trừ m sẽ bằng 12 dấu chia viết lại 3 trừ cho m khi bằng số 2 nhỉ? Đúng không? 12 dấu chia viết lại 3 trừ 2 bằng 1 đúng không? 12 chia cho 1 thì bằng 12 thôi. Bây giờ nếu m bằng 1 thì 12 chia cho 3 trừ m sẽ bằng 12 chia cho 3 trừ 1. 12 chia cho 3 trừ 1 bằng 2, 12 chia 2 bằng 6. Tiếp theo là nếu mà m bằng 0 thì mười hai chia cho 3 trừ m sẽ bằng 12 chia cho 3 trừ 0. 12 dấu chia viết lại 3 trừ 0 thì bằng 3. 12 chia 3 thì bằng 1 đúng không? Như là mình thấy là giá trị biểu thức là 12 6 4 thì 4 là bé nhất. Như vậy ứng với m bằng 0. Nhưng mình sẽ chọn đáp án C chính là m bằng 0 đúng không? Như câu số 4 mình sẽ phải chọn vào đáp án C nha. Giờ như là mình xong câu số 4, kem hiểu bài, cái xong hết video hãy biết kem hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy hay giảng và hiểu bài khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em cho đăng ký kênh Thầy Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Thầy Liêm. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.